Chào các bác nhé, em lên sóng con rửa bát Panasonic TR9 màu mận. Một cái màu là khá là hiếm các bác ơi, TR9 nha. Con này em bán là 4 triệu 8 bảo hành 2 năm. Mặt mũi con này thì phần mica cũng có những cái xước nhẹ các bác nhé. Đấy. Màu mận nhé, TR9 Econavi, thời gian sấy 30 phút, rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ. Mặt mũi, lưng tôn thành vách, vệ sinh sạch sẽ. Bên em tất cả các dòng TR này TM em để bảo hành cho các bác 2 năm nhé. Sản xuất năm 2017. Để series máy là 1350. Máy đang rửa chu trình cuối nước là máy hơi đây này các bạn này. Nước bốc hơi nghi ngút luôn nhé. Nóng bỏng. Bốn triệu tám cho một con rửa bát Panasonic NPTR9 bảo hành 2 năm, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Bác nào chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc con này nhé. Số 2 nghỉ đây hơi mở. Cảm ơn các bác.